khi mà lý luận theo mô hình là các em cứ lý luận là cứ làm cái đó là thành công, trong khi ở nước ngoài khi người ta làm cái đó nhưng mà các em mà trở lại 3 tháng sau cái sản phẩm đã đổi rồi, người ta còn tiến, còn làm đẹp hơn, còn sáng tạo hơn. Cách đây vài năm có một người, người ta đem cho thầy một cái sản phẩm rất là đẹp mà chắc là bán cái vài ngàn đồng, đó là cái rễ cà phê. Cái rễ cà phê rất rất chạm trổ, tại vì cái rễ nó mềm lắm, mà mình nhổ rễ ra xong rồi thì nó đẹp lắm, cái rễ cà phê nó đẹp lắm. Thế thành ra là mình tháo cái cành ngao kiết ra một tí đó thì nó đã đẹp sẵn rồi. Thế nhưng mà xong rồi nếu mà mình gọt ra thì là mình ra được một cái hoa bằng gỗ cà phê, nó là cái rễ cà phê. Thầy bảo rằng là thế em định bán cái này bao nhiêu? Thầy ơi không bán được, thầy ơi cái này cả một cái cục này chỉ bán được 5.000, 10.000 là cục, chẳng ai mua cả. Thầy bảo rằng bây giờ nhé, thầy tặng cho em một cái sản phẩm đáng giá 5 triệu. Là trên mỗi cái cành ấy, em gắn một cái sắt, tức là em pha sắt với cái gỗ này để nó trở thành cái hoa mà vừa sắt vừa gỗ, thì em chỉ dùng dây kẽm thôi, làm gì đâu. Thế xong rồi em quấn dây kẽm vào cái là trong cái sản phẩm này nó thành 500.000 rồi. Thế rồi nếu mà cái cục ở dưới đấy mà em chạm trổ bằng mình dùng sắt để mình chạm trổ, tức là mình gắn vào nhau như là nó làm cái nhẫn ấy, thì em sẽ làm một cái thành 5 triệu. Việt Nam chúng ta không hiểu được một chuyện là mỗi lần chúng ta tăng giá trị lên một chút xíu thì cái giá để bán cái đó nó nhân gấp 10, mà ngược lại chúng ta luôn luôn phá giá trị. Bằng chứng thí dụ đây là quả xoài, em ra chợ Tân Định, cái bà ấy mua vốn là vào khoảng 5.000 một ký. Xoài keo lúc này rẻ lắm mà ngon lắm, các xoài keo rất là ngon à. Mà lúc này chỉ bán được 10.000 ký thì chắc là bà ấy mua giá vốn của bà ấy là 5.000. Thế thì bà ấy thay vì bán 6.000, nếu mà bán 6.000 một ký xoài keo thì bà ấy sẽ bán được 50 ký một ngày, nhưng mà không chịu, bà ấy vẫn bán 15.000 một ký. Và bà ấy không bán được thì cái việc gì bà ấy làm? Bà ấy chích vào đây một cái, bà ấy bơm một cái nước xanh xanh như bà ấy chích vào đây một cái. Thế rồi bà ấy bỏ như thế đó, nó giúp cho bà ấy giữ cái này lâu dưới nắng để mà bà vẫn có thể bán được 15.000 một ký. Mình chích vào đó, đụng vào cái trái này đó, là mình hạ thấp cái giá trị của nó rồi. Việt Nam chúng ta là làm cái gì cũng hạ thấp giá trị của nó. Chỉ có những cửa tiệm vừa mới mở, vừa mới khai trương, đầy hoa chung quanh nhà mà trên bảng trên khuyến mãi 60%. Thầy bảo là thế thì cũng biết rồi, mình tự hạ giá trị của mình. Mà trong khi đó đó, tạo thêm một cái gì thêm. Thầy có một cái chuyện thầy hay giải thích trong các trường trung học phổ thông. Thầy bảo ra là nếu mà tất cả mọi người cao một thước 70 thì mình chỉ cần cao thứ 71 là mình vô địch thế giới. Thành thử ra là cái cố gắng của mình đó, là chỉ cần có một phần. Cái cố gắng đó dễ lắm chứ không khó, nhưng mà không thằng nào làm cả. Thằng nào cũng bảo tôi thôi, một thứ 70 là ai, thứ 70 em xin lần thứ 65, rồi xong rồi bảo em không bán được hàng, xong rồi em hạ giá 60%. Việt Nam chúng ta đó là bây giờ đi ra chợ mà mua trứng cá theo đầy, chẳng ai mua, chẳng ai ăn. Mà nếu mà người ta có mua trứng cá là tại vì người ta có miếng cá rồi thì người ta mua thêm miếng trứng thôi, chứ còn không ai mà làm cái món với trứng cá cả. À, thế nhưng mà người Nga, người ta trứng cá tươi, nó đổ cả tấn muối vào, rồi nó bán thành caviar, 50g nó bán 10 đô la. Người Việt Nam chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới cái việc mà đổ muối vào trứng tươi để bán 10 đô la, 50 gà. Tạo giá trị chứ. Rồi xong rồi tạo văn hóa chứ. Không, bởi vì chúng ta có một cái mà nó làm cho chúng ta luôn luôn nó chỉ hoãn chúng ta, là chúng ta làm cái gì cũng vội. Thành công làm cái cho xong, thành công cho nhanh.
Còn mà một cái nỗ lực mà kéo dài không bao giờ. Thế mỗi lần mà thầy nói chuyện với các sinh viên, bây giờ sinh viên hỏi thầy là thầy làm thế nào mà thành công trong cái công ty khởi nghiệp này, và rằng là em ạ, nếu mà em muốn thành công trong một năm nữa đó, thì thầy xin hứa với em một chuyện là em thất bại cái chắc, tại vì khoảng thời gian một năm là không đủ, trong hết em làm bất cứ cái gì cũng thất bại. Thế nhưng mà những người ta thành công, người ta làm gì đơn giản lắm, người ta không có nghĩ mô hình gì cả. Người ta vào nhà em có mấy quả na thì em bán mấy quả na, thấy mọi người thích quá thì em trồng thêm quả na bên cạnh cây na. Bây giờ xong em có 2 cây na thì em bán 2 cây na. 10 năm sau thì em trở thành một cái công ty rất lớn, bán na ngon nhất, ngon nhất địa phương. Nhưng mà phải 10 năm. Có thế, đơn giản có thế. Em ra chợ mà tất cả những người thành công, hoặc là em đi trên các đường phố, tất cả những người có cửa hàng thành công là toàn những người ta bắt đầu bằng một cái gì rất là thuận tự nhiên. Đời tôi chỉ biết làm có thế, thì tôi làm cái đó, nhưng tôi làm hay nhất có thể. Thế xong dần, rồi là họ có khách hàng, họ xong rồi họ có thương hiệu, rồi sau họ có doanh số, doanh thu, rồi sau đó thì họ... Ông Hà Cô, ông Trần Bá Dương, ngày xưa ông là một kỹ sư về máy móc, ở trường Bách Khoa. Ông bảo là tôi yêu máy móc kinh khủng lắm, ngày xưa không có đồng nào đâu, không có đồng nào đâu. Nhưng mà các bạn nghĩ đến ông Trần Bá Dương, các bạn bảo rồi làm sao mình trở thành ông Trần Bá Dương trong một năm. Người ta mất 30 năm rồi. Người ta mất 30 năm rồi, người ta mới trở thành Trần Bá Dương. Và 30 năm là tay ở trong dầu máy, lắp từng cái máy một. Lúc đầu mà ông mới ra làm kỹ sư đó là ông ấy tháo từng cái máy xe ô tô một, xong ông tìm hiểu cái vai trò chức năng của từng miếng một. Và lúc đó không có đồng nào trong túi cả, vợ con cũng nhéo nhóc, đâu có phải tỷ phú ngay từ đầu đâu. Thế ông Phạm Nhật Vượng kể trực tiếp cho thầy ngồi bữa cơm ấy. Ô thầy ạ, thầy không thể nào ngờ được, thầy có biết lúc nào em vui nhất trong cuộc đời của em không? Vui nhất trong cuộc đời của em đó là khi mà em làm cái mì gói ở bên Ukraine. Em cứ bán từng gói mì nhỏ thầy ạ. Thế mà tự nhiên cái hôm đó có người bảo tôi mua một thùng. Đời em đang làm, chưa bao giờ em sướng như thế. Có người vào mua một thùng. Phạm Nhật Vương ấy, giờ này thì ông xây 50.000 cái căn hộ cùng một lúc. Nhưng mà người ta bắt đầu như thế mà người ta 30 năm sau người ta mới xây 50.000 cái căn hộ một lúc chứ đâu phải. Nhưng mà các em trẻ đó là cứ bao giờ cũng thế. Khi mà hỏi về đầu tư với cái này, khởi nghiệp với cái kia, đằng sau đầu cứ nghĩ là một năm sau thôi. Làm gì có chuyện đó bao giờ. Có ai thành công trong một năm đâu. Còn những chuyện hoang đường về Microsoft, về ông Bill Gates hay là về ông Steve Jobs. Ôi dồi ôi, nó chết lên chết xuống. Nó bao nhiêu đêm thất vọng, mất ngủ, tim đập thình thình. Cả 10 năm trời mà thất bại. Bị đánh lên đánh xuống. Rồi đến khi làm tổng giám đốc của Apple còn bị đuổi nữa. Mình sáng lập ra Apple mà mình còn bị đuổi nữa. Rồi sau người ta mời trở lại. Rồi lúc đó mới thành công. Lúc đó mới thành công. Thế mà thầy thấy là mà ở Việt Nam chúng là những bọn trẻ như em. Đằng nào đó, hỏi bao giờ em làm này có thành công không thầy? Bảo có, em làm thành công 20 năm nữa. Ôi dồi. Muốn thành công đó thì nó đòi hỏi chúng ta trau dồi cái này, chúng ta trau dồi sản phẩm, chúng ta trau dồi tổ chức, chúng ta trau dồi cái quản lý tiền mặt, chúng ta trau dồi khách hàng, chúng ta trau dồi thương hiệu. Thế mỗi cái một tí, thế trau dồi thương hiệu xong thì lại phải quay về nhân sự. Nhân sự trau dồi xong chúng ta lại quay về tài chính. Tài chính xong chúng ta lại quay về, cho nên cứ nó lên từ từ chứ. Làm gì có chuyện mà đi nhanh thế. Mình xây một đế chế không? Các em đi theo một cái mô hình thành công mà nó không có. Tức là cái mô hình thành công mà trong đầu các em là một cái mô hình của Elon Musk, mà lại các em lại còn hoang đường hóa cuộc đời của nó. Tức là các em
ép cái thành công của nó trong mấy chục năm, các em ép thành 5 năm, xong rồi các em cho rằng là nó có tài, mà thật ra nó may mắn bỏ cha.